Trong thể thao, từ trước đến nay, một cá nhân hay tập thể nào cũng sẽ có 3 giai đoạn chính, bao gồm phát triển, đỉnh cao, thoái trào, cứ lặp đi lặp lại thêm một vòng tuần hoàn. Esports nói chung và Liên minh Huyền thoại nói riêng cũng không nằm ngoài ngoại lệ, khi một thành công của một đội tuyển ít nhiều đều có ảnh hưởng từ những cá nhân trong đó. Ở giai đoạn playoff giải đấu LPL mùa hè mới đây, sự ngã ngửa của đương kim vô địch RNG đã nhanh chóng bị người hâm mộ cũng như cánh báo chí bỏ quên, khi tất cả mọi sự chú ý đang được đổ dồn vào ánh hào quang phát ra từ chú kỳ lân Leaning cùng màn trình diễn xuất sắc của người sau đi rừng, Tarzan. Sau hơn 3 năm thành công tại Hàn Quốc, trong mạo của Griffin, Tarzan, theo tiếng gọi của những người đàn anh như The Shy, Rookie, Dreamy, đã khăn gói lên đường sang Trung Quốc, mang theo giấc mơ chinh phục chiếc cúp chung kết thế giới, danh hiệu mà mọi tuyển thủ nào đều cũng muốn được sở hữu trong mạng thành tích của mình. Ngày 17 tháng 12 năm 2020, sau sự ra đi của người đi rừng sau, bản hợp đồng mang tên Tarzan được công bố với hy vọng trở thành một trong những đầu tàu mới của bầy kỳ lân, cũng như từng bước đến với vị thế của người đi rừng hàng đầu khu vực. Đối với chúng ta, việc chuyển nơi công tác từ nơi này sang nơi khác cũng trở nên khó khăn trong việc thích nghi với một môi trường mới, và các tuyển thủ Liên minh Huyền thoại cũng không ngoại lệ. Hơn thế nữa, họ phải chuyển từ đất nước này sang một đất nước khác, từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. Từ đó, buộc họ phải có một khoảng thời gian thích nghi nhất định. Dường như, phong cách thi đấu kiểm soát của LCK không mấy hiệu quả với một khu vực có lối đánh nhanh, mạnh và hỗn loạn như LPL, khiến cho khoảng thời gian để Tarzan bắt nhịp cùng với các đồng đội của mình trở nên ngày một dài hơn. Dẫu vậy, với sở trường tay to của bản lĩnh đôi công sòng phẳng ở Griffin, Tarzan đã sớm hòa nhập và trở thành thần rừng khu vực Trung Quốc. Trong mùa giải đầu tiên tại LPL, Tarzan đã có một màn trình diễn ở mức tròn vai khi cùng với các đồng đội của mình cán đích ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, đủ để bày kỳ lân bước vào giai đoạn playoff LPL mùa xuân 2021. Thông số của Tarzan tại lần đầu tiên thi đấu tại giải Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp cao nhất Trung Quốc dừng ở mức trung bình khá. Chàng tuyển thủ người Hàn có 16 bàn thắng, 19 thua, tỷ lệ thắng ở mức 45,7%, KDA 4.1, số lính trên phút 604, số vàng trên phút 352, tỷ lệ mạng hạ gục đóng góp lên đến 70. Ở giai đoạn đầu trận đấu, cụ thể là mốc thời gian khi đồng hồ điểm sang phút thứ 15, với một người đi rừng đến từ LCK, đa phần sẽ bị thua thiệt và Tarzan cũng không ngoại lệ khi số lính chênh lệch là -3.2, số kinh nghiệm chênh lệch là -21. Nhưng khi nhìn vào tỷ lệ dẫn trước lính so với đối phương ở mức 51,4% và tham gia chiến công đầu ở mức 37,1%, mới thấy được sự thích ứng của tuyển thủ sinh năm 99 là không hề tệ. Với một bể tướng rộng, từ những con bài kiểm soát như Nidalee hay tấn công sớm như Olaf, đó đem lại những kết quả tích cực cho những thành viên còn lại trong giai đoạn đi đường. Xuất sắc nhất mùa giải đối với cá nhân Tarzan có lẽ là màn trình diễn vì tướng Lilia cùng với KDA hoàn hảo 707 trước LGD. Mặc dù những thông số nêu trên tốt như vậy, nhưng khi Tarzan gặp người tiền nhiệm của mình sau, thì anh lại bị người đàn anh dạy dỗ khi bị lép vế hoàn toàn. Trong 3 ván đấu gặp BO5 như RNG và Sunny trong giai đoạn playoff mùa xuân 2021, Tarzan dường như bị ngột khi sau bỏ xa về mọi chỉ số. Cụ thể, số lính chênh lệch ở phút 15 là -13.3, số vàng chênh lệch -1176, số kinh nghiệm chênh lệch -1121. Một thất bại toàn tập của cá nhân Tarzan cùng với tập thể Leaning. Chàng trai 22 tuổi dừng chân tại vòng đấu đầu tiên giai đoạn playoff mùa xuân, chính thức khép lại mùa giải debut trong màu áo Leaning của mình, hứa hẹn một tương lai thành công với một mùa giải đang chờ đợi. Người thành công luôn chọn cho mình lối đi riêng. Các tuyển thủ Hàn Quốc sau khi rời LCK nhưng không thu được nhiều thành tích sẽ bị truyền thông nhòm ngó và khai thác chủ đề người Hàn ở LPL, khi đã có những cái bóng quá lớn của The Shy, Dreamy, Rookie khi họ đã quá thành công ở nơi đất khách quê người. Không nằm ngoài tầm ngắm của giới truyền thông, sau những trường hợp trở về LCK như Đồng Hương Peanut, Tarzan lại nhận được nhiều sự gia biểu từ phía người hâm mộ. Không để cho bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời nhận xét tiêu cực, Tarzan bỏ ngoài tai mọi thứ. Điều anh cần làm chỉ là đơn giản đeo tai nghe và dẫn dắt con tàu Leaning để về chiến thắng. Sang giai đoạn mùa hè, dường như mở mắt xích trong bài kỳ lân đã hoạt động một cách trơn tru khi có 3 tuần thi đấu đầu tiên như mơ với 6 chiến thắng liên tục. Đặc biệt trong số đó, Tarzan cùng với các đồng đội đã có màn trình diễn xuất sắc trước 3 nhà vô địch LPL, lần lượt là Fnatic Phoenix, Royal Never Give Up và Invictus Gaming. Hàng hoa là vậy, nhưng với một số vấn đề còn tồn động trong cách vận hành, LNG đối thủ đáng tiếc trong những cái tên được đánh giá thấp hơn như Ultra Prime,
Sunny Gaming, Rare Autumn đã khiến cho Tarzan buộc phải chân chạm đất tới vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, báo hiệu một giai đoạn playoff đầy khó khăn trước mắt trước đối thủ đầy duyên nợ là Sunny. Mặc dù vậy, thứ hạng của LNG cũng đã được cải thiện so với mùa xuân, cùng với đó là những dấu hiệu tích cực đến từ người đi rừng của họ, Tarzan. Cụ thể, tỷ lệ chiến thắng của tuyển thủ người Hàn được nâng lên 56,8%, KDA 4.5, chỉ số lính trên phút 6.2, chỉ số vàng trên phút 348. Với 14 vị tướng được Tarzan sử dụng trong 44 ván đấu, ấn tượng nhất vẫn là màn trình diễn Xin Zhao với 7 lần sử dụng cùng tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%. Dường như với những chất tướng tấn công mạnh, Tarzan đã mang lại nhiều lợi thế cho LNG trong giai đoạn đi đường cùng những áp lực cực lớn trong giao tranh tổng. Lượng sát thương trên phút lên đến 342,9, sát thương đóng góp 17,5%. Tiêu biểu nhất chắc có lẽ là màn trình diễn Xin Zhao với 700 sát thương trên phút trong trận đấu với cựu vương FunPlus Phoenix. Đến với giai đoạn playoff, gặp lại đối thủ duyên nợ Sunning khi hai lần gần nhất chạm mặt, bầy sư tử đã bẻ gãy sừng kỳ lân một cách không thường tiếc. Khác với những kịch bản như trận đấu trước, khi mà Sunning giờ đây chỉ còn là những Sleeping Lions, bầy kỳ lân Leaning đã có được chiến thắng sau 5 ván đấu căng thẳng, mà ở đó Tarzan hóa thành bố của Sof khi kìm hãm được sự đột biến của Duy Cầu Giấy, mang về chiến thắng với tỷ số sát nút 3-2. Leaning sau đó cũng tiễn Top Esports về Gaming House với tỷ số 3-1, chính thức khiến cho cả 4 đại diện LPL tại Chung kết Thế giới 2020 phải ngồi nhà xem đồng hương thi đấu qua màn ảnh. Tiếp tục chuyến hành trình của mình, Leaning tiếp tục đánh bại một RNG đang trong giai đoạn chưa tỉnh ngủ với cùng một kịch bản ở trận đấu đối đầu với Top, khiến Gala của các đồng đội phải chờ đợi tại vòng loại khu vực. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ có sự nỗ lực thôi là chưa đủ để một FunPlus Phoenix ngã ngựa. Trình độ của cả hai vẫn là một khoảng cách quá lớn khi mà Phượng Hoàng Lửa đã trỗi dậy và đánh bại Tarzan cùng các đồng đội với tỷ số 3-0. Với thất bại tuyệt đối trước hạt giống số 1 của mùa giải, Leaning đối đầu với EDG và nhanh thua. Nhưng như một lẽ thường tình, chỉ một người đi rừng xuất sắc thôi là không đủ khi hầu hết tất cả các thành viên còn lại đều chơi dưới sức. Tarzan bất lực nhìn người đồng đội cũ tại Griffin của mình bắn nát đội hình kỳ lân xanh. Leaning chính thức kết thúc chuyến hành trình thần kỳ tại playoff và thất bại 1-3 dưới tay của Edward Gaming. Just do it, câu slogan được hãng thể thao Nike sử dụng trong suốt những năm qua, mang ý nghĩa giúp cho mọi người vực dậy tinh thần, khuyến khích họ hãy đứng lên, làm điều mình thích, chẳng cần phải e ngại gì cả, cứ làm thôi, đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ vận động viên, và Tarzan cũng nằm trong số đó. Ở Tarzan, ta nhận thấy một chàng tuyển thủ cố gắng từng ngày trên mảnh đất Trung Quốc đại lục lạ lẫm, với ước mơ một lần nữa được thi đấu trong bầu không khí của kỳ đại hội liên minh huyền thoại lớn nhất thế giới. Chàng trai nay đã 22 tuổi, không ngừng cố gắng từng ngày, và thành công cũng sẽ đến với anh chàng khi còn đó là vòng loại khu vực, nơi để cho Lee Tarzan Seung-yong một lần nữa có thể khẳng định bản thân mình là ai.